rồi về được tới đất nước rồi họ mừng quá, họ có thể khóc. Điều đó là thực sự là về tới đất nước mình là thật sự là hạnh phúc. À, cái điều chiến tranh này không ai mong muốn cả, nhưng mà cũng xui, đang yên ổn vậy trời ơi, thì không biết sao nói. Nói chung ở đây rửa xe cho rồi. À, ở bên Việt Nam mình có cái màn mà rửa xe vậy không ta? Rửa xe bằng tay thì ta thấy rồi, nhưng mà rửa xe theo cái kiểu như là hoàn toàn bằng máy hết, cứ từ bên này chung qua bên kia là xe nó sạch. Tại đang lái xe không có mời ai lên được, có ai lên chơi thì gửi yêu cầu nha. Rồi tao tới đó là tao ngừng xe lại, tới với máy này còn đang lái xe thọt thọt cái tay vô không được, không thấy đường nó đụng chết mẹ luôn. Thôi mẹ ơi, mua hoa mua gì, trời ơi vất vả quá. Ai đây? Trời ơi, hạnh lê nữa. Hello, chú. Hello, chào. Không nghe chú nói thấy gì con đi nha, con đang dọn dẹp nên là không có quay camera vô được. À, bên đó chú cũng đang ở bên kia đúng không, chú chưa về hả? Để khoan, lấy cái bluetooth cho coi. Không nghe nói gì hết, để từ từ. Con nói chú nghe rõ không? Nghe rõ. Nghe rõ không? Rồi bây giờ mới nghe, mà đeo cái bluetooth cho lỗ tai mới nghe rõ. Ok rồi. Dạ, mọi người nghe rõ không? À, chú chưa về đúng không? Đang ở bên kia đúng không? À, chú chưa về, con vẫn còn, vẫn còn ở bên Mỹ. Dạ, cái bên đó bây giờ tình hình xăng dầu sao chú? Hình như là nó tăng giá đúng không? Đúng rồi, bên này thì tăng quá rồi, bên cái tiểu bang của chú thì nó còn để đỡ một chút, nhưng mà phía bên Cali nghe nói tới là 6 đồng mấy rồi. Rồi tăng cái khủng khiếp luôn rồi, tăng khủng khiếp luôn rồi đó. À, cái tình hình chiến tranh hiện nay thì bây giờ nó nổi cộng trên mạng quá rồi, đi đâu cũng thấy là Ukraine, đi đâu cũng là ở Nga loạn cái lên trời tiếng dậy trắng xóa nè. Thì đúng rồi, đó, tuyết rồi, bây giờ vô để mà mình rửa xe đây, xe tự động kia. Yeah. Mà tới đó là, nhưng mà mình đóng member, tức là cái xe này là mình có member, tức là mình cái hộ, mình giống như kia hội viên á, thì cái này mình vô thì nó rửa, nhưng mà nó rửa bằng máy, mà nó rửa theo kiểu công đoạn của cái system mà nó vô cho coi. Rồi sao, hành lý này khỏe không con? Dạ con khỏe. À, con muốn lên đây để chia sẻ một chút xíu vấn đề về Nga Ukraine thì okay. Con thấy là rất là họ quan tâm. Thứ nhất okay. Là con thấy là người ta có nhiều người họ không hiểu, họ sẽ nhìn vô để nghe đài từ một phía. Ví dụ như là những người đang ở bên Mỹ chẳng hạn thì người ta thường thường nghe đài từ một phía thôi, từ phía CNN là chủ yếu. Mà chú biết khi mà nghe từ một phía như vậy thì cái thông tin nó cũng chưa chính xác. Ví dụ bên nào cũng nói cho có lợi bên mình, ví dụ Mỹ thì nói có lợi cho Mỹ, nó có lợi cho Nga đúng không? Cho nên là không chính xác. Nhưng mà tụi con ở đây thì tụi con nghe từ hai phía, từ nhiều nguồn, từ có nhiều nguồn, cho nên thành ra khi mà mình nghe xong á mình mới đúc kết được nhiều thứ. Và thứ nhất là đây thực sự nhiều người nói là Nga xâm lược Ukraine, nhưng mà thật sự con thấy không đúng điều đó. Nga hoàn toàn là đúng rồi. Họ hôm nay bữa là sáng nay thì chú có post lên một cái clip của một con nhỏ tên là Quỳnh Nhi. Con nhỏ đó là cô giáo viên của Việt Nam mình, nó ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở đâu không biết, nhưng mà cái đứa con nhỏ này nó là thằng bạn gái, nhưng mà nó lại có một cái kiến thức rất là sâu rộng về cái vấn đề coi như là Ukraine với lại Liên Xô. Và nó chia sẻ trên thì chú có post lên thì chú rất là phục, bởi vì rằng bạn gái nhưng mà về am hiểu về kiến thức chính trị, kiến thức thế giới rất là hay.
cho nên vì cái đó là chú phái thì chưa bốt lên rồi thì con nói đi rồi ok. Dạ, ít như mình phải quan trọng biết là cái gì cũng có cửa, nó có khóa, cái gì Việt Nam mà nó có được nó là tự nhiên mà thì phải kể từ ngày xưa các cô nó cũng đã mộng nó đi về phía đông mà mở rộng cái tầm ảnh hưởng về phía đông rồi, cái đó thì ai cũng biết rồi, ai cũng biết luôn chứ không phải thì con mới biết đâu. Nhưng mà thời gian gần đây chứ mà nó đang chủ dự dỗ Ukraine thì cứ nói thì cũng gợi ý cho Ukraine vào NATO, nhưng mà đến khi mà Ukraine nó tưởng đâu là nó là bị thương nghĩa thì nó bắt đầu nhận vũ khí này kia, nó hâm hè ra chỉ lại không có muốn lại kiểu như là nói là tao không có tham gia được, kiểu như tao không muốn dính tới cái vụ này chẳng hạn, tao có thể rót vũ khí cho mày này kia nhưng mà tao không có, có tham gia, tao không phải là một phần của cuộc chiến. Cái đó là cái thằng Ukraine rất là ngu. Con nói nghe này, người Việt Nam nó là nó trải qua bao nhiêu chiến tranh rồi bom rơi đạn lạc và những cái chiêu trò của các cường quốc, các đế quốc của mình lạ gì, ví dụ như bọn Trung Quốc nó xâm đã từng có mộng bá chủ xâm lược Việt Nam đó, thì mình cũng rành cái chiêu trò của nó rồi. Hay là ngày xưa Mỹ xâm Việt Nam đó, thì mình cũng quá rành rồi, rành những cái chiêu trò kích động của nó. Thì cho nên là khi mà cái vấn đề mà Nga và Ukraine xảy ra cái đó, mọi người đoán già đoán non gì con không biết, chứ ở Việt Nam đó, hầu như đó, tất cả các anh chị em ở trên Facebook này, những người mà yêu nước chân chính, họ đều đoán ra được cái sự việc, đoán ra luôn rồi. Tại vì cái này giống như kiểu như lặp lại có nhiều người so sánh Nga là Trung Quốc còn Việt Nam chính Ukraine. Không, Việt Nam không thể so sánh được Ukraine được. Tại vì sao? Tại vì người Việt Nam thứ nhất là ba không liên minh quân sự với một nước nào đó chống cái nước thứ ba. Nói chung là mình là yêu hòa bình. Yêu hòa bình luôn luôn là mình phản đối chiến tranh, nhưng mà mình không có tham gia bất kỳ một cái liên minh nào hết để mình chống một cái nước nào đó. Cái đó là mình không mình đứng, tại vì mình tự nhận biết rằng mình là một cái đất nước nhỏ thôi, đúng không? Mình bây giờ mình theo phe nào mình cũng chết chứ. Cho nên là mình cứ trở thành một cái đất nước du lịch, một đất nước hạnh phúc của thế giới để thu hút các nguồn du lịch đồ này kia vô á, thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái sai lầm của ông thủ tướng Ukraine một cái phổ cái là đất nước Ukraine cũng không phải là lớn, cũng là được một đất nước nhỏ thôi, nhưng mà ông lại kiểu bị hơi bị ngã nghiêng giờ nghe cái lời hứa hẹn của Kim Jong Un. Cái này là từ cái ngày theo mình hiểu là từ cái ngày mà ông lên làm tổng thống á, có nghĩa trước cái ngày đó kia cái cách mạng mà họ đã có bằng tay lông lá của mấy ông nội này dúng vô rồi, có nghĩa là đã gầy dựng cái này, họ gầy dựng lâu lắm rồi chứ không phải mới đây, vài năm gì trước rồi, 2019 tới bây giờ là tất nhiên là có bằng tay lông lá, thế không phải đơn nhiên, không phải đơn thuần là vậy đâu. Tất nhiên là cái ông này, cái tiểu sử của ông này là người Do Thái rồi tùm lum tà la, chứ không phải là theo chủ nghĩa phát xít từ lâu rồi, nó không có đơn giản gì đâu. Nhưng mà có cái điều là mình hiểu là vậy, tức là cái này là về công xây dựng của ba cái tụi chế độ phương Tây thế thôi, nhưng còn thực chất là đúng rồi con nói thằng cha này thiệt á, con cũng rất là thương những người dân ở Ukraine, chỉ tội là những người dân thôi, đúng rồi, chỉ tội là những người dân thôi. Thằng cha làm tổng thống là tội người dân lắm, tại vì nó lấy người dân ra để cho nó có thí mạng, nó lấy người dân ra để mà nó thỏa cái kiểu như là giống như là cái bình phong để cho nó muốn nghiêng bên nào nó nghiêng. Bây giờ nó không quan trọng được tính mạng người dân hết á. Ví dụ như bây giờ cái thằng Nga nó nói vậy nè, tao không cần mày theo tao, nhưng mà mày cũng đừng theo NATO là được, nghĩa là mày cứ trung lập là được. Đúng rồi, tại hôm trước có một cái live chú đã nói rồi, trên kia là cũng là không ai chấp nhận cho kẻ thù mình đứng trước mình mà dựng nguyên một cái hàng rào ngay phòng thủ ngay trước cái sân nhà mình đi trên trời, đó là vấn đề an ninh quốc gia, bắt buộc là thằng Nga nó phải làm vậy thôi. Cái điều đó là chắc chắn 100%, mà theo mình cũng làm luôn. Nè,
Bàng Hoàng Nguyễn nói Ukraine là một nước thuộc EU hoặc NATO thì Nga có dám đánh không? Bạn nghĩ Nga có dám đánh không? đánh tốt Thằng Mỹ hay thằng NATO không dám đánh Nga. Tôi nói thẳng như vậy, tại thằng Nga là cái thằng mà có cái vũ khí về gọi là cái gì ta? nguyên tử Dạ đúng rồi, vũ khí sinh học, vũ khí không phải thấy. Nó là cái thằng mà trùm về vũ khí, gọi là ông trùm vũ khí luôn. Cái thằng Mỹ còn không bằng thằng Nga đâu, cho nên nghĩ thằng Mỹ có dám không? Thằng Mỹ và những cái nước NATO gộp lại thì hy vọng, nhưng mà không, tất nhiên là tụi nó không có điên đâu mà để mà gom vô để chống thằng Nga, tại vì thằng Nga có đứng một mình đâu, thằng Nga còn bây giờ có thằng bên cạnh thằng Trung Quốc nữa đó. Bây giờ thằng Trung Quốc công À, khai nó ủng có hộ nhiều yếu Nga tố nó không dám đụng đâu à, bây giờ thì Nga nó vẫn là coi như bóp hỏng mấy thằng châu Âu hết rồi, có nghĩa là cái đường ống dẫn với đường ống mà khí đốt mà thì Nga hiện giờ là cái thị phần nó hiện giờ cũng rất là lớn, mà thằng Đức thì cũng đúng quay mặt rồi. rồi, ngoại trưởng quay mặt rồi, hiện giờ vẫn đang ký kết hiệp định với thằng Nga để mà mua khí đốt, bởi họ nói chung là một cách khác là toàn là cứ giữ chơi với nhau, ra gài qua gài lại thôi, nhưng mà thằng Nga không có sợ, tao thấy thằng Nga không có sợ gì, bởi vì nó sợ thì nó không, nếu nó đã sợ thì nó không có làm, mà nó làm thì nó chấp Nga hết, đấy, tự tin nó không trước sợ, chứ chú. Dạ đúng đúng rồi. rồi, Bây giờ hành có động nghĩa là gì? mọi nè. Thằng Nga Có nó cái trữ lượng khí đốt á, mà xuất sang châu Âu á, với là các nước khác á, thì nó chiếm tới 40% lận. đúng rồi. 40% mà biết khí đốt của thằng Nga cực rẻ, nó rẻ hơn những chỗ khác rất rất là nhiều, nó rẻ bằng một nửa thôi. Cái Bây đó giờ thì á, nói đó, bây cái đó là giờ nó bóp cái hầu của mấy ông kia hết rồi, rồi đúng bởi vì rồi. nó Cái một cách khác cái thằng này, bởi vì ông Putin đó ông có một cái đội ngũ hầu như là cái một nó gọi là nội các á, khi họ gây ra cái này họ làm cái điều này họ đã lường trước được tất cả các sự việc, theo tôi nghĩ là vậy, bởi vì họ rất là thông minh, từ xưa tới bây giờ họ đơn độc và họ đã bị tấn công rất là nhiều năm, mấy chục năm chứ không phải mới đây đâu, họ cấm vận là mấy chục năm rồi chứ không phải cái chuyện này nó xa lạ con mẹ vậy đâu trời, mà khi nó làm đây tức là họ đã phòng thủ bằng ngừa trước tất cả cái sự việc, kể cả cái vấn đề mà tẩy chay các cái phong tỏa hoặc là cấm vận, họ đã lường trước được hết sự việc này, thành ra họ không sợ. Thế thôi, mình nghĩ là cuộc đúng chơi rồi, là cuộc chơi mấy ông thứ lớn với nhau, nhưng mà nói gì nói thằng Mỹ thì cũng đứng sau lưng nó vẫn rất là mệt mỏi về vấn đề này, nó không phải là đất nước của mình, nhưng mà mình cũng thấy đang buồn ở cái chỗ là cái người dân Ukraine là một người dân vô tội, nó hẳn là vậy, họ cũng giống như người dân Việt Nam mình vậy thôi, và có cái chuyện gì xảy ra thì mình rất buồn cho những người họ bị mất mát, họ chết chóc rồi người lớn mình chạy nạn, thì cái chuyện đó mình Việt Nam mình nó xảy ra mấy chục năm đi trước rồi, con biết rồi, mình đã cảm nhận được cái điều đó cho nên ra mình thương là thương vậy thôi, còn cái chuyện mà những người lãnh đạo ngu xuẩn mà để đất nước rơi vào những cái chuyện đó thì thực sự là cái điều đáng trách, thẳng là vậy, mình không có. đúng rồi. Nhiều người con thấy nhiều người trách Putin, nhưng mà con thấy á, nếu mà con mà là tổng thống Nga, con cũng sẽ làm như Putin để bảo vệ người dân của mình, tại Bởi vì vì bây giờ nhà nhà của anh không có chấp nhận kẻ thù đứng trước cửa mà đưa cha mình đưa mã tấu một cái chỉ ở nhà anh chịu không, cũng quá kỳ cục vậy. ông Putin không thể nào mà đứng nhìn một cái thằng Không khác, thể một nào cái đúng thằng rồi, Mỹ anh em con đảng đứng ngay để ngay bên cạnh sát hàng rào nhà mình, lúc nào cũng chĩa vô. Giờ thì ông đó Putin ông không nè, hành bây động giờ được bỏ ví dụ một cái Putin khu đi, vực nào bây giờ đó. bỏ mình nói một cách khác lần nữa, nó cho nó mình nó hỏi nó có công bằng hay là không, anh nói là một chuyện cũ, tất nhiên năm 2001 hoặc năm 2001 phần ta Mỹ nó tấn công Iraq, trong khi đó cái đất nước của ta là đất nước không làm gì mất lòng và không làm gì nên tội đối với thằng Mỹ, và nó vu cáo họ và đưa một cái lọ muối là lọ bột nó lên rắc 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 rồi xong rồi đánh con người ta, đánh cả một cái đế chế à, cả một cái nước nước người ta có chủ quyền mà không có nguyên nhân, không có bất cứ một câu chuyện gì gọi như là để mà gây thù chuốc oán, không có một cái lý do à, thì lúc đó Liên Hợp Quốc nằm ở đâu, các nước kia châu Âu đâu, khối NATO đâu, có ai lên tiếng hay là không, có ai bảo vệ gì không, đó là một nước. Thứ hai nữa là thằng Syri là cái ông mà Gaddafi mà mất rồi đó, người ta cũng vậy, một đất nước có chủ quyền có các cái đầy đủ, tại làm sao mà ra đánh con người ta rồi giết luôn
đất nước của người ta là giết luôn cái chủ tịch là ông tổng thống đó, hai đất nước thấy liên minh châu Âu rồi NATO rồi bất cứ tất cả có ai là có ai nên để mà binh vực cái đất nước không, rồi NATO cũng điểm năm liên bang 54 trời đất ơi. Thì đó thì cái mình nói một cách hôm nay thì Liên Hiệp Quốc chỉ là một cái cơ quan bù nhìn mà thôi của Mỹ thôi, nó thẳng lại như vậy, nó thẳng nó đúng ra vậy. Trong khi đó thằng Liên Xô nó đánh cái này là coi như nó có lý do chính đáng đó, thì ngược lại thì bên kia nó hù vào nhau, mấy chục nước hù vào nhau. Ồ, thì bây giờ tại làm sao mà ngày xưa mà Mỹ nó gây chiến tranh thì không không ai nói gì cả, là sao lý do? Ông mới chiếu lên cái thấy thấy rớt mắt luôn, mà trong khi đó người ta không làm cái gì, người ta không làm một cái gì cho nó, người ta không gây thù chuốc oán, người ta không là gì, một đất nước có chủ quyền, có tổng thống, bây giờ tới bây giờ 20 năm sau mà Iraq chưa được một cái gì cả, là gây dựng trở lại tan hoang đổ nát, thì cái lỗ đó là cái đạn cái đó là cho cái đó mà do ai, cái đó mà dạ đúng rồi. Trời ơi, con nói thiệt á, nhiều người con cười khẩy thiệt á, những người mà lên mà kiểu than sóc khóc cho thực ra có những người họ thương thiệt, nhưng mà cũng có những người đạo đức giả, tại vì những cái đối với họ dân người chính phủ Iraq quên chính phủ của Ukraine, người dân Ukraine là con người, còn ví dụ Iraq, Iran đây là những nước Trung Đông đang bị bom đạn của Mỹ đổ dội xuống không phải con người sao, họ hằng đến ngày hôm nay vẫn một ngày cả bao nhiêu người chết, trẻ em nè, thông tin truyền thông video clip đưa tin rần rần đó mà có ai khóc thương cho một tiếng không, tụi nó không có khóc thương một tiếng. Trong khi báo đài Mỹ đưa tin có vài câu thôi về về cái vấn đề về Ukraine thôi là lên khóc rần rần, tạo xót thương các kiểu rồi phản đối rồi biểu tình đồ, con thấy nó đạo đức giả kinh khủng. Có thiệt biết rồi tụi này nó làm sao nó tâm thần bệnh bại não. Dạ con nói đối với mọi người nghe để con tiếp tục đóng cửa lại. Con chú nó, con nói chú với mọi người nghe. Bây giờ mình nói sơ sơ cái vụ đúng sai gì á, là mình quan đã giờ nói giờ thằng Mỹ với thằng NATO đòi cấm vận Nga đi. Giờ đòi cấm vận Nga, ai là người chịu thiệt? Thằng Nga đâu có sợ. Con nói dân mà trừ giờ á, kể cả thằng Mỹ và thằng NATO, EU luôn, hai thằng gộp lại cũng đâu bằng dân số của thằng Nga với thằng Trung Quốc với thằng Ấn Độ cộng lại với nhau đâu. Ba chỉ cần cả thế giới cấm vận nó mà chỉ cần thằng Trung Quốc với thằng Ấn Độ ủng hộ nó đi nữa là nó sống à. Đúng không mọi người? Bây giờ nghe nói là cái quỹ tiền tệ là nói gì nó không có thèm chơi với thằng Mỹ nữa, nó chơi với thằng Trung Quốc. Nó chơi một cái khác nữa. Thằng ra vì chuyện đó là nói chung là tất tần tật. Ông Putin này ông chẳng sợ con mẹ gì cả. Thì vì cái chỗ đó mình mới nói là, nhưng mà nó có một cái lý do như này, tại vì đường cái ép người ta quá, nó hẳn là vậy từ xưa tới bây giờ. Đúng, có nghĩa là ở trên Liên Hiệp Quốc á, có mấy cái ông mà coi như cường nhất của thế giới thì trong có 5 ông, thì nãy có một thằng nói rất là hay, 5 ông này mới là toàn là phá hoại, chứ 5 ông trong Liên Hiệp Quốc là toàn là phá hoại. Anh, Pháp, Nga, Mỹ là các cái là toàn là đứng đầu mà không gây, lúc nào cũng gây bất ổn trong thế giới, chứ đâu phải là hòa bình không mẹ gì đâu. Và thực sự là coi như là cái Liên Hiệp Quốc này hầu như là một cái bánh vẽ để về để rồi chân chơi, chứ thực chất không có cái ý nghĩa gì mẹ gì hết. Nè, con thấy có bạn nói nè, Ukraine đang là nước trung lập và bị Nga đánh, chị ơi xin lỗi nha, Ukraine mà là nước trung lập, trong khi vũ khí của thằng Mỹ, những cái phòng nghiên cứu vũ khí sinh học của thằng Mỹ đặt tại Ukraine, rồi bao nhiêu vũ khí thằng Mỹ rót vô cho Ukraine chĩa về phía Nga, cái đó là mình biết cái vi phe nào rồi, chứ trung lập cái gì em, trung lập cái gì nữa. Nếu mà nói chung là nói một cách khác á, thường thường con người ta nói là
ăn cái nào làm cái đó, uống nước thì nhớ nguồn. Cái ăn cái em bé cháu mà thế nào mà mới gì nói ra trong rạp của mẹ, nên nhớ kỹ đọc tài liệu và đọc lịch sử thì Ukraine là đất của Nga, nó thẳng là vậy. Cách đây khoảng 300-400 năm về trước, tức như là người Nga khai qua, và cái Ukraine này nó thành lập mới nước Nga, nó là người Nga và nói tiếng Nga cùng một ngôn ngữ với Nga. À, nó phải hiểu cái điều đó mới được, cái lịch sử mới được. Đúng rồi. Và sau khi Cộng hòa Liên bang Xô Viết tan rã, người ta trả lại độc lập thì ok. Nhưng mà người ta chỉ yêu cầu có nghĩa là đừng lấy gương dao mà nước ngoài về mà chống nghe hàng rào nhà tao, quýnh tao là tao không chịu. Nó đâu nghe đâu. Cái đó là đơn giản, ai cũng hiểu luôn chú. Đơn giản rồi, thì... nè. Nói với Nga, Ukraine nè, đừng bao giờ lấy an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh lên quốc gia của bản thân mình bằng cách gây hại và làm đe dọa an ninh quốc gia của thằng hàng xóm. Đó. Bảo vệ mình đâu không thấy mà đe dọa thằng hàng xóm là có chuyện à. Với lại là cái này nó cũng nói thằng này tạo bớt thằng mới thằng hề, cho nên nó nghĩ là chính trị là một vở diễn trên sân khấu. Nó khổ nổi cái chỗ trên này là nhắc lại một chút xíu, có nghĩa là khi Liên bang Xô Viết tan rã thì cái thằng Ukraine là thằng được hưởng lợi nhiều nhất trong các tiểu bang của thằng các nước của Liên bang Xô Viết cũ, là bởi vì tất cả những cái nhà máy, những cái nhà sản xuất, những cái hãng máy bay, tất cả những vũ khí tài là hầu như là nằm bên Ukraine hết. Thành ra khi tan rã thì tất cả những công xưởng vẫn hoạt động, tất cả những cái gì của Ukraine nó vẫn còn nguyên tình trạng đang bị giảm sút bắt đầu. Nhưng mà anh không biết làm giàu. Cứ là anh vẫn tự cho anh bằng này vẫn có tính cách là giống kiểu như là ngồi không ăn sổi ở thì rồi tất nhiên là bám với phương Tây rồi bợ đỡ rồi xin viện trợ làm tùm lum tà la. Trong khi đó cái Ukraine là tiềm năng quân sự có, tất cả các nhà máy sản xuất máy bay vũ khí chứ nói chung là tất tần tật nằm ở bên Ukraine hết. Mà anh không làm ăn chơi không à, thậm chí tàn mà ăn tàn phá hoại mà, cho nên lúc đó mà nó kiệt quệ rồi xin nó mượn tiền. Mà nó cũng buồn cười ở cái chỗ này nữa là ngay tới giờ điểm này thì thằng EU nó không cho cái thằng Ukraine vào trong cái đất nước của nó, trong cái hiệp hội của EU. Nhưng mà người ta đơn xin thì chưa có xong, người ta chưa chấp nhận mà đã nói là nên xóa nợ cho nó 58 tỷ USD. Đủ cái kiểu này buồn cười không? Có nghĩa là con có xem một video clip của ông tổng thống Ukraine, ông lên tiếng chỉ trích NATO, là ông nói này nè, cái việc mà bảo vệ Ukraine là nhiệm vụ của các ngài. Trời ơi, người ta muốn đi giống như là bên mình đó, muốn ai bảo vệ mình thì mình phải đi xin, mình phải nói chuyện nhẹ nhàng như thế nào đây. Nói kiểu bố đời á, đã đi xin người ta bảo vệ cho mình rồi, mình còn đi tắt là nó là nhiệm vụ của tụi mày, mày phải bảo vệ cho tao. À, tại vì mày không bảo vệ cho tao. Bố láo, sau này bảo vệ đấy. Thì tôi nói mày rồi, có nghĩa là chính trị nó đâu phải là sân khấu, mà thằng này cũng tưởng tượng là sân khấu không ạ. À? Cho nên vì chứ đó anh ra nó diễn. Thế thôi.